Tricky Channel. Cô Linh, xin chào các bạn nhỏ CK. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong clip này. Và hôm nay cô sẽ mang đến cho các bạn một điều rất thú vị nhé. Các bạn có muốn biết điều đó là điều gì không? Nào, chúng mình cùng đến với cô nhé. 1, 2, 3. Nhìn xem cô Linh có gì đây. Cô Linh có một chai nước đúng không nào? Và các bạn thử quan sát xem trong chai nước có gì đặc biệt. Chai nước của cô có màu nâu này, và bên trong còn có cả cát nữa đấy. Vậy thì theo các bạn, đây là nước sạch hay bẩn? Có sử dụng được không nhỉ? Đúng rồi, đây là nước bẩn đấy các bạn ạ. Vậy thì theo các bạn, làm thế nào để sử dụng được chai nước này? Cô Linh đã có cách rồi đấy. Và hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm thí nghiệm máy lọc nước mini để nước trong và sạch hơn. Để làm được một chiếc máy lọc nước mini, chúng mình cần chuẩn bị các học liệu sau. Đầu tiên là bông. Bông có màu gì nhỉ? Và bông thường dùng để làm gì? À, bông có màu trắng, giờ rất mềm và xốp. Bông thường dùng trong y tế và để băng bó vết thương. Tiếp theo là cát này. Cát có màu gì ạ các bạn? Cát có màu nâu này. Giờ rất là mềm. Cát thường dùng trong xây dựng như là xây nhà này. Và cát đã được cô rửa sạch rồi đấy. Tiếp theo là sỏi này. Sỏi có màu gì nhỉ? À, sỏi có màu trắng. Giờ rất là cứng. Và cuối cùng là vỏ chai nước. Cô sử dụng vỏ chai nước này để làm phần bình lọc. Và một chiếc kéo để cắt chai nước. Và bây giờ chúng mình cùng nhau bắt tay vào làm chiếc máy lọc nước mini nhé. Bước 1, cô sử dụng kéo cắt đôi chai nước làm phần bình lọc. Bước 2, cô lấy bông ấn đều từng lớp xuống miệng chai. Bước 3, cô sử dụng thìa xúc cát và dàn đều lên trên lớp bông. Bước 4, cô lấy sỏi xếp đều lên trên lớp cát. Và sau khi đã làm xong phần lọc nước ở trên, cô sẽ đặt lên trên phần còn lại của chai nước và đổ nước bẩn lên trên phần bình lọc. Máy lọc nước đã sẵn sàng để hoạt động rồi đấy các bạn ạ. Chúng mình cùng chờ xem máy lọc nước có làm việc hiệu quả không nhé. Các bạn có thấy khi nước chảy xuống trong và trắng hơn nước bẩn ban đầu ở trong chai đúng không ạ? Và bây giờ cô Linh sẽ rót nước đã được lọc ra cốc để các bạn quan sát cho rõ nhé. Chúng mình thử quan sát và nhận xét xem nước ở trong cốc và nước ở trong chai có gì khác nhau không? À, nước ở trong cốc trong và sạch hơn so với nước ở trong chai là nhờ có máy lọc nước mini đấy các bạn ạ. Nước bẩn mang nhiều cặn bẩn sau khi đi qua các lớp lọc đã bị giữ lại các chất bẩn để nước trong và sạch hơn đấy. Cô hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công thí nghiệm này ở nhà nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.